chương 31. Xâm lâm đại liệt phùng. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hát độc xà máu là đen như mực màu, có điều triệu trần nhìn mình trên đích xác xà đảm, còn liều lĩnh hồng quang, đối với này chỗ thần kỳ triệu trần cảm thấy rất tò mò. Mục tiêu. Hát độc xà đảm hứa hiệu quả. Mát mẻ mắt sáng, tăng mạnh cường độ thân thể, có cực cường dược hiệu. Long hồng, ngươi đem này xà đảm ăn nhìn này xà đảm hiệu quả vẫn là rất lớn triệu trần quay về long hồng nói rằng gồm xà đảm đưa cho hắn đạo sư vậy thì không muốn đi long hồng nhìn mình trên tay xà đảm có chút nhớ nhung nói dưới không được khẩu vậy được đi ngươi không ăn cho bàn tử ăn triệu trần còn chưa nói hết đặng phúc liền ngay sau đó lắc lắc đầu nói rằng đạo sư ta cũng không muốn ăn dưới cái nhìn của bọn họ triệu trần khẳng định đang đùa bọn họ này mới vừa rút ra xà đảm không trải qua đặc thù xử lý, căn bản ăn không hết. Ai? Các ngươi quá làm cho ta thương tâm, để cho các ngươi ăn là có thể lên cấp cấp một. Lại vẫn ghét bỏ. Triệu Trần thương tâm nói. Kỳ thực hắn ở bắt được xà đảm thời điểm, cũng đã đem xử lý, bây giờ xà đảm chỉ có dược hiệu, không có ngoài hắn ra tạp chất. Long Hồng, nhanh, ngươi không ăn cho ta ăn. Đặng Phúc nghe được có thể tăng cấp, mau mau quay về Long Hồng hô. Nằm mơ, tên béo đáng chết. Long Hồng liếc một hồi đặng phúc, nhìn một chút xà đảm, quyết tâm, một cái liền nuốt lấy. Nhìn nuốt vào xà đảm Long Hồng, hắn cũng còn tốt không có cắn phá, mà là trực tiếp nuốt vào, không phải vậy đắng có thể đem dạ dày đều cho phun ra. Triệu Trần sở dĩ để Long Hồng nuốt xà đảm, là bởi vì hắn có khả năng nhất ở nuốt xà đảm có thể thành công lên cấp. Thứ yếu chính là đặng phúc rồi nhìn nuốt vào xà đảm long hồng, đặng phúc có chút thất vọng, chính mình vừa nãy tại sao phải từ chối triệu trần. Ám đạo sau này mình triệu trần nói cái gì, chính mình cũng không ở từ chối. Ở nuốt vào xà đảm trong nháy mắt, long hồng là có thể cảm giác được rất lớn cay đắng, cả người sắc mặt đều trở nên cùng với khó chịu. Đạo sư, ta thật khó chịu. Long hồng gian nan nói, thật sự là quá khổ, khổ đến cả người đều sắp muốn phát rồ lên. Ngồi xếp bằng được vận chuyển linh khí, muốn biến thành cường giả liền muốn học được nhẫn nại cùng kiên trì. Triệu Trần quay về Long Hồng lạnh lẽo nói. Như vậy có thể làm cho Long Hồng đầu óc tỉnh táo một ít, Long Hồng cũng là nghe được Triệu Trần nói tới, cũng liền bận biểu ngồi xếp bằng vận chuyển linh khí lên. Chỉ chốc lát công phu, Long Hồng là có thể rõ ràng cảm giác vị đắng đang chậm chậm biến mất, ngay sau đó là xà đảm đặc biệt mùi thuốc, hắn bây giờ đại não vô cùng rõ ràng, cả người cũng là chậm rãi, ngứa một chút, xa đám dược lực ở Long Hồng thân thể lực dần dần tản ra mà đến, phỏng chừng không bao lâu nữa là có thể đột phá thành công. Được rồi, đồ ăn có, chính các ngươi giải quyết đi. Triệu Trần nhìn những người khác thản nhiên nói. Mọi người cũng là có chút chống cự, hắc độc xà thịt đều là màu đen, điều này có thể ăn sao? Bất quá bọn hắn cái bụng đã ở mãnh liệt phản kháng. Đoàn người cuối cùng vẫn là nhấc lên lửa trại, đem thịt trắng xử lý tốt, gác ở hỏa trên nướng lên. Nướng sắp tới nửa giờ, rốt cục cũng nướng kỹ, trong không khí tỏa ra mùi thịt, tất cả mọi người chảy nguồn nước. Lúc này lông hồng khí tức cũng tăng lên rất nhiều. Cắt, thịt nướng kỹ, đã đột phá. Đặng Phúc chua chát nhìn lông hồng đột phá. Đạo sư, ta đột phá đến cửu giai luyện linh rồi. Long Hồng hưng phấn đi tới Triệu Trần trước mặt nói rằng. Từ rất thật tốt mà, nhưng không muốn kiêu ngạo tự mãn triệu trần nhắc nhở tất cả mọi người lấy ra tiểu đao đem nướng kỹ thịt trắng cắt xuống nhìn đen kịp thịt trắng mọi người vẫn là lấy dũng khí cắn một ít khẩu sau đó liền từng ngụm từng ngụm ăn hiển nhiên thịt trắng nướng rất mỹ vị triệu trần nhưng là ở một bên nhắm mắt giải lao lưu lỗi ngươi làm sao không ăn a à? nhìn lưu lỗi không có ăn tiêu mị dò hỏi thịt này có thể ăn à Ta lưu lỗi đánh chết cũng không ăn cái này đồ vật. Lưu lỗi nhìn thịt này ghét bỏ nói, hắn lớn như vậy lúc nào ăn loại này hắc thịt. Tiêu Mỹ không có ở quản Lưu Lỗi, chính mình không ăn mặc sau có hắn khó chịu. "U, chúng ta Lưu Lỗi đồng học lại không dám ăn này hắc độc xà thịt." Đặng Phúc cười nhạo nói. "Tên béo đáng chết, ngươi nói cái gì?" Lưu Lỗi vừa nghe Đặng Phúc cười nhạo, trực tiếp đổi trở lại. "Ục ục ục cô." ở đổi đặng phúc quá trình lưu lỗi cái bụng một mực gọi trêu đến tất cả mọi người đang bật cười nhìn tất cả mọi người đang cười chính mình lưu lỗi lại có chút bất hảo ý tứ bạn tử ngươi cho ta ăn cái gì thừa dịp lưu lỗi không chú ý thời điểm đặng phúc hướng về lưu lỗi trong miệng nhét vào một mảnh thịt trắng làm cho lưu lỗi trực tiếp nhảy dựng lên kêu lên còn có thể là cái gì thịt trắng thôi đặng phúc nhún nhún vai bạn tử ngươi lưu lỗi còn chưa nói hết ngay ở ngay ở lửa trại trên tìm một đám lớn thịt trắng cùng bắt đầu gặm triệu trần có là nhìn thấy màn này chậm rãi hỏi ăn ngon không ăn ngon ăn ngon lưu lỗi vừa ăn vừa nói nói vẻ mặt đó cũng là làm cho mọi người lần này cười ha ha quả nhiên không người nào có thể tránh được thật là thơm định lý rất nhanh toàn bộ thịt trắng đều bị bọn họ tiêu diệt không còn một mống còn có người hài lòng ở một tiếng no nê được rồi, các ngươi trước tiên hấp thu thịt rắn bên trong năng lượng, một ít chuẩn bị đi tới. Triệu Trần nhắc nhở. Bọn họ di mê ma trên, hấp thu lên. Ăn no sau, mọi người tinh thần cũng rất no mãn, tốc độ cũng nhanh hơn, dọc theo đường đi gặp phải đều là một ít luyện linh cấp ma thú, không có ở gặp phải hắc độc xà loại này cấp bậc ma thú. Tiêu mị cùng Long Hồng trên căn bản có thể đơn độc đối đầu luyện linh cấp ma thú, những người khác cũng là song song liên thủ, dọc theo đường đi chiến đấu cũng rất dễ dàng. Bọn họ hoảng sợ đang chậm chậm biến mất, niềm tin của chính mình nhưng là không ngừng tăng cường. Thu được đồ ăn cũng là càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng không bao giờ có thể tiếp tục lo lắng không có đồ ăn rồi. Trải qua mấy ngày lộ trình, tất cả mọi người rất may mắn đi tới Đại Liệt Phùng, này vết nứt như cùng là hồn lạc xâm lâm ngoại vi cùng bên trong vây đường ranh giới, lướt qua này Đại Liệt Phùng, cũng là có thể đi vào hồn lạc xâm lâm nơi sâu xa đạo sư chúng ta đây làm sao vượt qua a à? tiêu mị nhìn này to lớn hẻm núi dò hỏi những người khác thầm nghĩ không qua được là tốt rồi tại đây ngoại vi cũng thật không tệ không chừng bây giờ còn có thể trở lại chỉ muốn khỏe mạnh ngủ bọn họ mấy ngày nay ngủ cũng không ngủ ngon ăn cũng ăn không ngon mỗi ngày cũng chỉ có thể ăn thịt ma thú ngoại trừ thịt ma thú vẫn là thịt ma thú nhìn triệu trần mỗi ngày đều có thể gặm hoa quả đó là một thèm a à bọn họ chưa từng có nghĩ tới trước đây không muốn ăn hoa quả ở đây bọn họ là cỡ nào muốn ăn đơn giản từ nơi này leo xuống đi ở từ đối diện leo lên triệu trần nhìn cùng vết nước kết cấu rất dễ dàng nói leo xuống đi mọi người trợn tròn mắt nhìn này sâu không thấy đáy vết nước để chúng ta leo xuống đi đây không phải chân chính đi chịu chết à vạn nhất ở bò trên đường xuất hiện phi hành ma thú đó là chắc chắn phải chết à Triệu Trần từ hệ thống thông tin, thông điệp nhìn ra, này đại liệt phùng mới hơn 1.000 mét sâu, chỉ có điều bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, để này vết nước có sâu không lường được cảnh tượng. Triệu Trần đương nhiên là có thể trực tiếp dẫn bọn họ bay qua, thế nhưng Triệu Trần không muốn làm như vậy. Trực tiếp dẫn bọn họ bay qua, vừa không chiếm được trèn luyện bọn họ hiệu quả, còn có thể có thể sẽ để cho bọn họ sản sinh ý lại hiệu quả. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 32 Nhu nhược cùng dũng khí Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đạo sư, cái này căn bản không khả năng, vạn nhất chúng ta ở hướng phía dưới bò là thời điểm, đột nhiên đến một ma thú, chúng ta căn bổn không có sức phản kháng, hoặc là chết vào ma thú, hoặc là liền rơi xuống ngã chết. Lưu lỗi bắt đầu tả oán nói. Triệu Trần hai mắt lạnh lẽo, làm cho tất cả mọi người rùng mình một cái. Triệu Trần mặt không hề cảm xúc đi nói. Các ngươi liền trước mắt khảm, cũng không thể bước ra, còn muốn trở nên mạnh mẽ, liền điểm ấy dũng khí đều không có, ta xem các ngươi là đang nằm mộng giữa ban ngày, cho các ngươi 10 phút cân nhắc thời gian. Nhìn mọi người Triệu Trần tiếp theo nghiêm nghị nói. Nếu các ngươi không muốn đi, vậy ta sẽ đưa các ngươi hồi thư viện, sau đó ta cũng không ở đảm nhiệm các ngươi đạo sư rồi. Tất cả mọi người bị Triệu Trần ánh mắt cho hạ xuống nhảy một cái. Triệu Trần để cho bọn họ nội tâm không ngừng hỏi chính mình, chính mình thật sự liền làm sao nhu nhược sao. Chính mình liền kinh khủng này hồn lạc xâm lâm đều tiến đến, trước mắt một cái khe, liền để chính mình có lùi e sợ trong lòng. Bọn họ người kia thế lực phía sau không phải gia đại nghiệp đại, dựa vào sau lưng mình thế lực cung cấp phong phú tài nguyên tu luyện, xưa nay là thuận buồm xuôi gió, bởi vì bọn họ phía sau lực lượng, vì lẽ đó cũng không có ai đến trêu chọc bọn hắn. Chính là bởi vì như vậy, liền có thể có thể dẫn đến bọn họ nguyên bản thì có nhu nhược bị những này cho che giấu lên, đến nơi này hồn lạc xâm lâm bên trong cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn, ẩn giấu nhu nhược cũng dần dần tỉnh lại. Nhìn mọi người đang không ngừng nghĩ lại, Triệu Trần hy vọng bọn họ có thể nghĩ rõ ràng, chỉ có nhận rõ người của mình mới phải trở thành cường giả bản nguyên. Tuy rằng hiện tại đã qua 10 phút, nhưng nhìn mọi người ánh mắt chính đang không ngừng kiên định, nhưng Triệu Trần không có đi quấy rối bọn họ bởi vì triệu trần tin tưởng bọn hắn sẽ nghĩ rõ ràng đạo sư chúng ta suy nghĩ minh bạch muốn trở thành cường giả phải làm ra thay đổi không ra triệu trần dự liệu tiêu mị đi tới triệu trần trước mặt kiên định nói triệu trần nhìn tiêu mị phía sau đoàn người bọn họ đều ở gật đầu ra hiệu nói hiển nhiên bọn họ chiến thắng chính mình nhu nhược như vậy rất tốt vậy liền bắt đầu nhô lên dũng khí của các ngươi đẩy lùi nhát gan không ngừng đi tới Triệu Trần nhìn mọi người vui mừng nói. Mọi người thấy sâu không thấy đáy đại liệt phùng, cũng hít sâu một hơi, đem linh khí tụ tập ở hai chân cùng hai tay trên, liền hướng phía dưới bò tới. Triệu Trần sở dĩ để cho bọn họ leo xuống đi, đó là bởi vì như vậy có thể làm cho bọn họ đang sốt sáng bầu không khí dưới, càng thêm hoàn mỹ nắm giữ tự thân linh khí. Không trải qua mưa gió, có sao thấy rõ cầu vồng? Nhìn biểu hiện của mọi người, Triệu Trần đều cảm giác mình có chút tàn nhẫn bọn họ nguyên bản cũng có thể ở rất thư thích trong hoàn cảnh không ngừng trở nên mạnh mẽ tu luyện nhưng như vậy thật có thể biến thành chân chính cường giả à nếu bọn họ cả đời đều ở tại nhà ấm bên trong còn nói được một khi ra này nhà ấm đại lục tàn khốc cùng ác liệt sẽ làm bọn họ một khắc đều không ở lại được liền giống với nhà ấm bên trong hoa không có trải qua mưa gió lễ rửa tội có vẻ yếu đuối mong manh bất kỳ cường giả trưởng thành đều là trải qua nhân sinh sống to gió lớn làm gặp phải khó khăn cùng ngăn trở thường thường là trước mặt mà lên đánh bại chúng nó đương nhiên ngoại trừ triệu trần chính mình hướng phía dưới bò thời gian nửa tiếng mọi người thấy vết nứt dưới nền đất mọi người cũng rất cao hứng nguyên lai like này vết nứt không phải bọn họ tưởng tượng sâu như vậy không lường được tuy rằng rất cao hứng nhìn thấy để mọi người cũng không có bởi vì cao hứng mà thả lỏng cảnh giác bọn họ cũng đều biết nhất định phải chính xác nắm giữ tự thân linh khí không phải vậy linh khí tiêu hao hết còn chưa tới vết nước để không có linh khí chính mình lại càng không không cách nào tại đây chóc vót ống ả bóng mượt trên vách đá tiếp tục chờ đợi còn có cảnh giác phi hành ma thú tập kích nói không chắc thì có ma thú ở đây ẩn giấu đi nhìn từng cái từng cái cũng rất thuận lợi nhưng nhìn đặng phúc lúc triệu trần có chút bận tâm hắn này mập mạp thân thể đối với hắn mà nói gia tăng rồi không ít độ khó có điều đặng phúc vẫn là cắn răng kiên trì khóe miệng có tơ máu sau một canh giờ Tất cả mọi người nằm vết nứt dưới đáy to lớn trên hòn đá từng ngụm từng ngụm hô hấp, đối với bọn hắn tới nói căng thẳng lại kích thích, đi tới vết nứt để, để cho bọn họ có chút cao hứng, mình làm đến. Bọn họ nhớ tới triệu trần một câu được, không thử thử một lần làm sao biết mình làm không làm được đến. Lúc này tâm tình của bọn họ cũng chậm chậm phát sinh thay đổi. Lúc này liền đặng phúc còn đang hướng phía dưới bò, hắn linh khí từ lâu dùng hết rồi, hắn lúc này hoàn toàn là dựa vào thân thể của chính mình lực lượng đi xuống bò, cự ly vết nứt để còn có 10 mét thời điểm, đặng phúc cuối cùng không có kiên trì, rơi xuống rồi. Nhìn bàn tử rơi xuống, triệu trần chuẩn bị ra tay rồi, có điều lại nhìn thấy long hồng, lưu lỗi mấy vị nam sinh đều hướng bàn tử rơi xuống phương hướng cấp tốc đi qua. Triệu trần cuối cùng không có ra tay, bởi vì triệu trần tin tưởng bọn hắn có thể làm được. Ôi, ta không chết. Mềm mại. Đặng Phúc vốn cho là mình muốn chết, đã nhắm mắt lại chuẩn bị tử vong đến, có điều để hắn cảm nhận được chính là mềm mại. Bàn tử ngươi đang ở đây không đứng lên, chúng ta đã bị ngươi đè chết. Long hồng đẳng nhân bị Đặng Phúc đặt ở trên đất, có chút thở không nổi nói rằng. Đặng Phúc nghe được âm thanh, liền vội vàng đứng lên, nhìn Long hồng đẳng nhân bị chính mình áp đảo trên mặt đất dáng vẻ, Đặng Phúc rất là cảm động. Cũng là liền vội vàng đem bọn họ cho kéo lên cảm ơn mọi người. Đặng Phúc chân thành nói cảm tạ. Cảm ơn cái gì? Chúng ta là anh em không phải sao? Có điều bàn tử ngươi thật sự muốn bớt mập một chút rồi. Long Hồng vỗ Đặng Phúc vai cười nói. Đúng vậy, bàn tử ngươi nhưng làm ta đây thân thể nhỏ bé ép hỏng rồi. Lưu lỗi ho khan một cái, trêu nói. Đặng Phúc xin lỗi quấy rầy cái bù thêm, cười. Mọi người xem bàn tử vẽ mặt, cũng là nở nụ cười. Nhìn vết nứt lớn nhỏ bầu trời, tất cả mọi người cảm giác mình thật nhỏ bé a, à, nhìn giữa bầu trời một đào triệu trần bóng người chậm rãi hạ xuống. Bay trên trời, linh tông cảnh giới đánh dấu. Bọn họ không nghĩ tới chính mình đạo sư đã đạt tới loại cảnh giới này, lấy triệu trần thực lực hoàn toàn có thể đi giáo dục lớp cao cấp cùng yêu nghiệt bang. Bay trên trời là đại lục tất cả mọi người giấc mơ, cũng là cường giả đánh dấu. Bọn họ trước kia ngay ở ứng thiên thư viện trộn lẫn đoạn thời gian, không có đến triệu trần đến, thay đổi bọn họ tất cả. Làm sao hiện tại liền đắc chí, còn không mau một chút leo lên. Triệu trần đi tới dưới đấy, nhìn thấy tất cả mọi người ở thả lỏng cảnh giác, lạnh lùng nói ra. Để cho bọn họ cảm giác được một luồng hơi lạnh bức người. Đạo sư, có thể nghỉ ngơi trước một hồi, khôi phục linh khí A. Long hồng cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi. Không được, hiện tại lập tức lập tức cho ta leo lên, phải biết nếu như là kẻ thù của ngươi cũng sẽ không cho ngươi thời gian nghỉ ngơi." Triệu Trần nghiêm mặt nói rằng. Nhìn Triệu Trần không chút lưu tình, mọi người cũng chỉ có thể đi tới vết nứt một bên khác, bắt đầu trèo lên trên. Bò cao mấy chục mét, tất cả mọi người có thể cảm giác được như vậy trèo lên trên càng gian nan một ít, bất kể là hai tay vẫn là hai chân đều phải dùng sức. Bọn họ linh khí cũng là còn dư lại không có mấy có thể nói lại là một lần ý chí lực chiến đấu. Lần này leo lên so với vừa nãy đi xuống bò thời gian còn muốn trường, một canh giờ bọn họ mới bò một nửa, lúc này bọn họ toàn bộ dựa vào bản thân thân thể lực lượng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 33 Thuần phục ma thú Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Chú ý duy trì thể lực, chính mình nhằm giá giải lao 10 phút triệu trần trôi nổi ở tại bọn hắn phía sau giữa không trung nhắc nhở nói nghe được triệu trần mọi người cũng là từng người tìm kiếm rắn chắc nham giá nghỉ ngơi lúc nghỉ ngơi bọn họ không dám nhìn phía dưới thật sự là quá cao hơi không lưu ý sẽ ngã xuống tan xương nát thịt ở thêm vào gió nổi lên rồi gió này để cho bọn họ rõ ràng cảm nhận được là muốn đem bọn họ thổi quát xuống tay của bọn họ đã bị sắc bén nham thạch cho cắt ra chính là như vậy bọn họ cũng không có từ bỏ, ánh mắt kiên định. Mười phút qua đi, mọi người bắt đầu lần thứ hai leo lên, mỗi người đều ở cắn răng kiên trì, ở bò đến 800 mét cao vách đá thời điểm, trước mắt từ tất cả đều là lồi lõm không đồng đều nham thạch đã biến thành tất cả đều là dây leo bao trùm. Mọi người nắm lấy đằng mang nóng trong bò, nhất thời là dễ dàng thật nhiều, lít nha lít nhít đằng mang dây dưa không rõ, phi thường rắn chắc, giống như là đại tự nhiên cho bọn họ cái thang. Có này cái thang mọi người rất nhanh bò lên này đại liệt phùng, nhìn leo xuống phương hướng, không chỉ có để cho bọn họ cảm thán này đại liệt phùng nhiều nhất rộng hơn 100 mét, này hơn 100 mét cự ly lại làm cho bọn họ chịu nhiều đau khổ. Triệu Trần đi tới mặt đất, nhìn từng cái từng cái nằm trên đất, rất là cao hứng. Được rồi, còn không mau mau hồi phục. Triệu Trần thản nhiên nói, cũng hướng về bọn họ một người ném một bình ngọc nhỏ. Mọi người mở ra bình ngọc, một bên nghe thấy được một luồng nồng nặc đang dược hương lấy ra đang dược đến xem hoàng mỹ cấp đang dược mặc dù là nhất phẩm đang dược nhưng chỉ cần là hoàng mỹ cấp đang dược thông thường đều là một cường đại luyện đang sư tượng trưng bọn họ bình thường dùng là đang dược đến phá thiên cũng chính là cao cấp cấp bậc đạo sư ngươi còn muốn cho chúng ta bao nhiêu kinh hại a à? đạo sư đây thật sự là cho chúng ta sao tiêu mị nhìn trong tay đang dược có chút khó có thể tin nói hết phí lời còn không mau ăn vào hấp thu đang dược triệu trần nhàn nhã nói nhìn triệu trần đã lên tiếng mọi người không nỡ đem đang dược nuốt vào trong bụng nhất thời là có thể cảm giác được dược hiệu mạnh mẽ vết thương trên người chậm rãi khép lại cuối cùng vết thương trở lại bình thường một điểm dấu vết đều không có theo dược hiệu khuếch tán toàn thân bọn họ không ngừng ở chữa trị trong cơ thể ám thương thuốc này hiệu hết sức ôn hòa phi thường dễ dàng bị hấp thu giống như năm mình ở ôn tuyền giống như vậy phá lệ khoan khoái chỉ chốc lát công phu mọi người dồn dập đứng lên cảm thán đến này hoàng mỹ cấp đang dược chỗ thần kỳ được rồi ngày hôm nay ở nơi này nghỉ ngơi triệu trần nhìn bầu trời dần dần lờ mờ chu vi cũng là khá là rộng rãi là một nghỉ ngơi địa phương tốt nghe được triệu trần lên tiếng mọi người cũng là gật gật đầu liền bắt đầu dựng lên lều bạc bắt đầu chuẩn bị nghỉ ngơi mọi người bay lên đến lửa trại trên kệ ma thú huyết nhục nướng lên. Dần dần mùi thịt tràn ngập, mọi người vốn là không phải rất đói, nhưng nghe thịt này hương, cũng là gặp không được. Gào gừ. Một tiếng to lớn gầm rú, từ triệu trần phía sau truyền đến. Đạo sư, đó là bàn tử đi phương hướng, không có sao chứ. Long Hồng có chút bận tâm nói. Này cổ tiếng hô để cho bọn họ đều cảm giác được cảm giác áp bách mạnh mẽ, rất rõ ràng cho thấy một con cường đại ma thú. Đạo sư, cứu mạng A. Lúc này một đạo tiếng kêu cứu truyền đến, tất cả mọi người nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, có thể nhìn thấy bàn tử chính đang cấp tốc hướng về bọn họ chạy tới, phía sau một con ma thú chính đang đuổi tận cùng không buông, thấy cảnh này tất cả mọi người có một loại không tên hỉ cảm giác. Thăm dò thuật, ma thú. Thứ mục cốt lan, đẳng cấp. Ngũ giai linh vương. Mập mạp này. Nhìn thứ mục cốt lan đẳng cấp, thật sự là so với bọn học sinh đẳng cấp cao hơn nhiều lắm, căn bản làm không xuống thứ một cốt lan một đòn. Có điều bàn tử tốc độ có thể so với này thứ một cốt lan tốc độ còn nhanh hơn như vậy từng tia một, xem ra tử vong kích hoạt bàn tử thân thể tiềm năng, sau đó phải gọi hắn linh hoạt mập mạp. Lúc này đặng phúc một không chú ý, bị tráng kiện rễ cây vấp ngã, đặng phúc ngã trên mặt đất nhìn sông tới mặt ma thú, đã quên phản kháng, nhìn to lớn sắc bén lợi trảo, cách hắn càng ngày càng gần, Mùi chết chóc phả vào mặt Ken, kích hoạt sủng vật công năng, chức năng, hàm Ken, có hay không thu phục thứ một cốt lan vì là sủng vật Ngay ở triệu trần chuẩn bị đánh giết thứ một cốt lan thời điểm Hệ thống truyền đến kích hoạt kỹ năng mới thanh âm của Là Nhưng là một cái tốt vô cùng công năng, chức năng, hàm Có thể đem cường đại ma thú biến thành của mình Mấu chốt là này bắt giữ skill có thể làm cho bị thuần phục ma thú Trăm phần trăm trung thành, không cần lo lắng phản bội đạo sư, gặp lại sau, các bằng hữu, gặp lại sau, người nhà của ta. Đặng Phúc đã nhắm hai mắt lại. Có điều Đặng Phúc cũng không có cảm giác được bất kỳ đau đớn, lại một lần nữa mở hai mắt ra. Chỉ thấy trước mắt một lời trảo bên trong đầu của hắn chỉ có hai, ba cm cự ly. Sợ đến Đặng Phúc mau mau hướng phía sau di động, chạy đến triệu trần phía sau, nhìn cố định hình ảnh ở giữa không trung chói mắt cốt lan hắn này hung ác hai mắt liên tục nhìn chầm chầm vào đằng phúc, có chút không cam lòng, một cổ cường đại năng lực đưa nó vây quanh, là nó cố định hình ảnh ở giữa không trung, không cách nào nhúc nhích, còn kém một chút nó là có thể đem nhân loại trước mắt xé nát. Thứ một cốt lan bị thần bí này năng lượng gói hàng sau, trực tiếp bị điều này có thể lượng lễ rửa tội, thứ một cốt lan tỏa ra cùng bạo linh khí dần dần vững vàng, hai mắt đỏ ngầu cũng chậm chậm trong suốt hạ xuống. Ken, thuần phục thành công xin đặt tên thứ một cốt lan cũng chậm rãi rơi trên mặt đất hướng về triệu trần chạy đi đạo sư này ma thú đến rồi đặng phúc nhìn thứ một cốt lan hướng về bọn họ vốn là mau mau nói những người khác cũng chăm chú nằm đồng thời trốn ở triệu trần phía sau rất nhanh thứ một cốt lan liền tới triệu trần trước mặt nằm nhoài triệu trần trước người nhìn triệu trần mà triệu trần cũng đưa tay ra đặt ở thứ một cốt lan trên đầu vuốt ve lên cũng mỉm cười nói. Sau đó ngươi liền gọi Tiểu Lan. Ken, mệnh danh thành công. Tiểu Lan, gào gừ. Thứ một cốt Lan nghe được Triệu Trần cho nó lấy tên, cao hứng gào một tiếng, phía sau đuôi không ngừng quay qua quay lại đung đưa. Nhìn làm sao khá giống một cái tiểu cẩu đây, hệ thống sẽ không đem cải tạo thành cẩu thói quen đi. Ken, tự mình thăm dò, ngạch, được rồi, Triệu Trần lắc lắc đầu nhìn này thứ một cốt lan ngoan ngoãn nằm ngoài triệu trần trước mặt vẫn từ triệu trần xoa xoa tất cả mọi người sợ ngay người để cho bọn họ không nghĩ tới chính là triệu trần vẫn là một người thú sư không phải vậy làm sao cường đại ma thú sao như vậy nghe triệu trần triệu trần quay đầu nhìn về phía đặng phúc hỏi dò nói bạn tử nói đi xảy ra chuyện gì đạo sư cái kia ta vừa nãy đi tiểu tiện một hồi sau đó liền cảm thụ một luồng linh khí theo linh khí này đi tới một hang núi, bước vào hang động này, liền trong nháy mắt cảm thụ nói linh khí nồng nặc, vốn muốn vào xem xem, nhưng sơn động hắc ám nơi sâu xa bốc lên hai con đỏ như màu máu con mắt, có thể cảm nhận được đi khí tức mạnh mẽ, liền ta liền mau mau chạy trốn, sau đó đây là các ngươi thấy như vậy. Đặng Phúc chậm rãi nói qua chính mình kinh nghiệm chuyện tình. Nghe được bàn tử nói tới, Triệu Trần có thể cảm giác được hang núi này không đơn giản, bên trong tràn ngập linh khí nồng nặc hẳn là có thần bí dị bảo loại hình gì đó. Mặc kệ như thế nào, nếu để cho bọn họ biết rồi hang núi này, Triệu Trần cho rằng nhất định phải đi xem xem, không chừng có cái gì tốt đồ vật. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 34 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Triệu Trần để mọi người vội và thu thập xong đồ vật, chỉ chốc lát tất cả mọi người làm xong. Đi thôi, chúng ta đi hang núi kia nhìn một chút. Triệu Trần quay về mọi người bình tĩnh nói. Mọi người cũng có chút không thể chờ đợi, nghe Đặng Phúc miêu tả, hàng núi này nhất định có dị bảo, coi như không có dị bảo, nồng nặc kia linh khí đều đủ để để cho bọn họ gấp bội tu luyện rồi. Gao gư. Nhìn Tiểu Lan cúi đầu, hướng về Triệu Trần nhẹ giọng kêu lên, Triệu Trần thật giống rõ ràng Tiểu Lan ý tứ của, trực tiếp là ngồi ở Tiểu Lan trên lưng. Các ngươi đuổi theo sát. Triệu Trần nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn bọn học sinh nói rằng. Nhìn Triệu Trần đã ngồi xong, Tiểu Lan trực tiếp hướng về sơn động phương hướng lao ra, tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng Triệu Trần không có bởi vì tốc độ nhanh cảm giác được sốc nảy, trái lại rất vững vàng. Đoàn người theo Triệu Trần mặt sau chạy, Triệu Trần cũng làm cho Tiểu Lan cố ý chậm lại tốc độ, không phải vậy bọn họ nhưng là không đuổi kịp. Cũng không lâu lắm, mọi người đi tới cửa sơn động quả nhiên mọi người ở cửa sơn động có thể cảm giác được cường đại linh khí đang không ngừng từ trong sơn động nhô ra nhìn hang núi này triệu trần cũng không có cảm giác được từ bất kỳ uy hiếp liền nói rằng đi thôi chúng ta vào xem xem theo trong động khẩu đường cái đi thẳng vừa mới bắt đầu từ lối đi hẹp chậm rãi trở nên rộng rãi rất nhanh mọi người đi tới tận cùng của sơn động tận cùng của sơn động là khá là rộng rãi bình địa ba mặt hoàn thành chu vi có màu lửa đỏ huyết thảo, tỏa ra hồng quang, đem nơi này rọi sáng. Này huyết thảo xem như là cấp thấp dược liệu, có hồi huyết, sự trao đổi chất dược hiệu. Thông thường bị luyện đan sư luyện chế hồi huyết đan. Triệu Trần không có để ý những này huyết thảo, mà đến xem hướng về phía bình địa trung ương nơi, ở nơi đó, có một viên tạo hình đặc biệt cổ thụ, trên cây còn có mười mấy viên hồng quả, nhìn kỹ, có thể phát hiện những này hồng quả, đều có một điểm đen, này điểm đen để Triệu Trần cảm thấy không phải rất bình thường, luôn cảm giác có cái gì vấn đề. Thăm dò thuật, Ken thăm dò thành công. Mục tiêu Nhất sinh thụ ô mổ 100 năm trưởng thành, 100 năm kết quả, 100 năm quả thành thục, quả thành thục sau trong vòng 3 ngày không hái, nhất sinh thụ đem cùng trái cây đồng thời biến mất ở thiên địa này trong lúc đó. Nhìn thấy này trước mắt cây, Triệu Trần cảm thán này có thể nói là kinh ngạc, cây như tên, nhất sinh thụ trái cây thành thục chính là mình tiêu vong thời điểm có điều nhất sinh thụ hai cái thần kỳ nhất chỗ một trong số đó nó trái cây có thể cho người dùng tẩy tủy phạt mạch thứ hai nhất sinh thụ bất luận hoàn cảnh cỡ nào ác liệt đều có thể sinh tồn được không có ai biết nhất sinh thụ là như thế nào sinh trưởng lại là làm sao nảy mầm nó hạt giống là thế nào tới những này nghi vấn cũng thể hiện ra nhất sinh thụ từ trước đến giờ rất thần bí có người ở sa mạc trung ương thấy được nhất sinh thụ khổ sở chờ đợi hai trăm năm cũng không có đợi được nhất sinh thụ trái cây thành thục không có chính nhất sinh thụ trái cây không chỉ có không có tẩy tủy phạt mạch công hiệu nghịch thiên trái lại khiến người ta bạo thể mà chết mặc dù nói cả đời này cây trái cây hiệu quả nghịch thiên nhưng là chỉ đối với linh sư cấp bậc một hồi người mới tạo tác dụng vượt qua cấp bậc này người tới nói ăn trái cây kia thực tựu như cùng ăn phổ thông hoa quả nhất sinh thụ trái cây chính biểu hiện coi như từ toàn thân màu đen mặt ngoài, trải qua 100 năm thời gian từ hắc đến thanh. Lúc này Triệu Trần thấy trái cây cũng còn có một điểm đen nhỏ, điều này nói rõ tương lai mấy ngày bên trong chính là nhất sinh thụ chính thời khắc. Không thể không cảm thán bọn họ khí vận, chuyện tốt như vậy liền để chúng ta gặp. Đáng tiếc trái cây kia thực đối với Triệu Trần đã không có tác dụng, bất quá đối với học sinh của hắn tới nói, đây tuyệt đối là một ngàn năm khó gặp kỳ ngộ. Đạo sư, nơi này tại sao có thể có cây a à? còn có này trái cây nhìn lại đến ăn thật ngon đặng phúc nhìn nhất sinh thụ trái cây nuốt một ngụm nước bọt nói rằng muốn ăn liền ăn đi đến thời điểm bạo thể mà chết cũng không cần trách ta không có nhắc nhở ngươi nghe được triệu trần vừa mới bắt đầu nói đặng phúc cao hứng đi về phía trước chuẩn bị đem trái cây hái xuống nhưng ngay sau đó triệu trần câu nói kế tiếp kéo tới đặng phúc liền vội vàng đem lấy tay về lui về phía sau vài bước đạo sư, không mang theo như ngươi vậy. Nhìn đặng phúc từ cao hứng chuyển biến thành kinh hải, triệu trần có chút buồn cười. liền hướng về mọi người giải thích. Này cây tên là nhất sinh thụ, trái cây thành thục cần 100 năm thời gian, chính trái cây có tẩy tủy phạt mạch công hiệu nghịch thiên, có điều chỉ đối với linh sư trở xuống người hữu hiệu, nói không chắc còn có thể để cho các ngươi trực tiếp đang đột phá một cấp. Người đạo sư kia, chúng ta sẽ không còn muốn chờ 100 năm đi. Mọi người nghe được Triệu Trần nói trái cây kia thực hiệu quả, đều rất kích động, nhưng lại nghĩ cần 100 năm thời gian, trái cây mới có thể thành thục. Sẽ không thật sự cần bọn họ chờ 100 năm đi, nếu như là bọn họ đã sớm đột phá nói linh sư cấp bậc, đến thời điểm căn bản sử dụng không được trái cây kia thực. Nhất sinh thụ trái cây, vừa mới bắt đầu là toàn thân màu đen, trải qua thời gian lễ rửa tội, sẽ từ từ có hắc đến thanh, hiện tại trên trái cây cũng chỉ có một điểm đen nhỏ, này có thể nói rõ tương lai mấy ngày có thể hoàn thành thành thục. Triệu Trần cho bọn họ nói rõ nói. Nghe được Triệu Trần nói tới, để cho bọn họ vẫn là rất lật đổ chính mình nhận thức, có điều ở vài ngày nữa, bọn họ là có thể cảm nhận được này nghịch thiên trái cây rồi. Được rồi, tương lai mấy ngày, chúng ta ở nơi này trong sơn động tu luyện. Triệu Trần phân phó nói, nhất sinh thụ kết ra trái cây sau thì sẽ phát sinh linh khí, linh khí này vừa vặn có thể bị bọn họ dùng để tu luyện nơi này xem như là cho tu luyện thánh địa, nơi này linh khí độ dày, đầy đủ đủ mọi người tu luyện. Mọi người cũng bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện, liền ngay cả triệu trần bên cạnh tiểu lan cũng bắt đầu tu luyện. Nhìn tiểu lan cũng theo tu luyện, triệu trần nghĩ đến nhất sinh thụ trái cây đối với nó tới nói, không có gì tác dụng, cũng là bởi vì nơi này linh khí nồng nặc, vì lẽ đó tiểu lan đi tới nơi này tu luyện, đem hang núi này, trở thành động phủ của mình rồi. Không thể không nói nơi này linh khí, so với ngoại giới, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, bọn họ vừa mới bắt đầu, thì có từng đạo từng đạo ôn hòa khí lưu từ nhất sinh thụ tản mát ra. Theo thời gian trôi đi, bọn họ không ngừng hấp thu linh khí, trong thân thể linh khí không ngừng lớn mạnh, một luồng cực kỳ dồi dào lực lượng, khuếch tán ở tại bọn hắn tứ chi bạch hài. Có mấy người thậm chí trực tiếp đột phá một đẳng cấp, đang nhìn mình trong cơ thể biến hóa, trong lòng bọn họ xông lên một vệt kinh hỉ, dựa vào này linh khí nồng nặc, để cho bọn họ rất nhanh đột phá. Mọi người cũng là tham lam hấp thụ, dặn có vài cái canh giờ, bọn họ có thể cảm giác được chính mình hấp thụ linh khí đã đạt tới cực hạn, không cách nào đang hấp thụ một tia linh khí, cũng hài lòng ngừng lại. Trong hang núi linh khí nồng nặc, chính là nhất sinh thụ tháng ngày tích lũy tạo thành, hiện tại bởi 10 người không ngừng hấp thụ, linh khí nồng nặc hiện tại cũng biến thành có chút mỏng manh. Cũng còn tốt cả đời này cây sinh trưởng tại đây chỗ sâu trong sơn động, tỏa ra linh khí, bị nầy rộng rãi sơn động cho giữ lên, như quả sinh trưởng ở bên ngoài, nầy linh khí đã sớm tung bay vu thiên địa trong lúc đó. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 35 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Mấy ngày sau, một yên tĩnh rạng sáng. Quen, thành thục. Một đạo cao hứng âm thanh, đem mọi người thức tỉnh. Bàn tử, kêu loạn cái gì? Long Hồng mơ hồ hỏi: "Đạo sư, cây này trái cây thành thục?" Đặng Phúc nói tiếp: "Mọi người vừa nghe Nhất Sinh thụ trái cây thành thục, lập tức tinh thần tỉnh táo." Nhìn về phía Nhất Sinh thụ trái cây, bây giờ trái cây đã là toàn bộ màu xanh, trung gian còn lộ ra hơi ánh sáng màu xanh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất hiển nhiên Nhất Sinh thụ trái cây đã hoàn toàn thành thục. Triệu Trần cất bước lên trước, đem Nhất Sinh thụ trái cây lấy xuống ở lấy xuống cho nên trái cây sau khi, nhất sinh thụ bắt đầu khô héo, từ từ hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh biến mất không còn tâm hơi. Như vậy nghe Triệu Trần đã nói cái này nhất sinh thụ thần kỳ, nhưng nhìn tình cảnh này, bọn họ vẫn là rất ngạc nhiên không thôi. Tổng cộng 15 viên trái cây, Triệu Trần một người cho bọn hắn một viên, bao quát cũng cho Tiểu Lan một viên. Tuy rằng trái cây kia thực đối với Tiểu Lan không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng trong quả thực vẫn có cái gì linh khí tồn tại. Được rồi, vội vàng đem trái cây nuốt vào, cũng không thẹn cho chúng ta ở đây chờ đã lâu ngày. Triệu Trần nhìn mọi người còn đang ngốc nhìn, liền lên tiếng nhắc nhở. Mọi người thấy trên tay mình tản ra ánh sáng màu xanh nghịch thiên trái cây, lúc này truyền đến Triệu Trần thanh âm của, bọn họ cũng tỉnh lại, liền đem trái cây nuốt xuống, sau đó, ngồi xếp bằng, bắt đầu chậm rãi hấp thu nhất sinh thụ trái cây đến. Thử thử từng tia một nóng rực khí, từ trái cây trung tâm thả ra ngoài, bắt đầu thẩm thấu thân thể bọn họ ngủ tạng lục phủ. Nhất sinh thụ trái cây, dược hiệu nhân vật nghịch thiên, một nuốt vào trong bụng, liền có thể cảm giác được đánh năng lượng, bọn họ lúc này muốn thừa nhận to lớn đau đớn, mà này đau đớn có thể cho bọn họ mang đến, tẩy tủy phạt mạch kinh ngạc hiệu quả. Nhìn bọn họ gương mặt đau đớn vẻ mặt, nhưng vẫn là ở kiên trì. Triệu Trần cảm thấy may là xem là để cho bọn họ không ngừng tăng mạnh cường độ thân thể cùng ý chí lực tăng cường, không phải vậy bọn hắn bây giờ thật còn không chịu nổi sau ba ngày đoàn người trên căn bản đã toàn bộ luyện hóa xong trái cây trong cơ thể trái cây luyện hóa xong một khắc đó liền hóa thành một cổ cường đại linh khí hướng về kiên cố tu vi ràng buộc phóng đi theo ầm 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 tiếng vang trầm trầm lên từng cái từng cái hai con mắt liên tiếp mở tuôn ra vẻ mừng như điên rất hiển nhiên bọn họ thông qua nuốt vào khi còn sống cây trái cây để cho bọn họ không chỉ có là tẩy tủy phạt mạch còn để cho bọn họ tu vi cũng là đột phá cấp 1. Thành công. Nhất giai linh sĩ. Long Hồng cảm nhận được trong cơ thể phồn thịnh linh khí, cao hứng phi thường, chính mình thậm chí ngay cả phá hai cấp, trực tiếp trở thành một cấp linh sĩ. Long Hồng nhìn về phía tiêu mị, có thể cảm nhận được tiêu mị đã đạt đến, nhị giai linh sĩ, Long Hồng chính mình có chút không tên khó chịu, có điều Long Hồng nắm chặt song quyền, sau đó chính mình sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện sớm muộn ngươi vượt qua của được rồi tuy rằng các ngươi đều đột phá nhưng là không muốn đắc chí tu luyện cần chính là tuần hoàn tiến dần các ngươi còn không hảo hảo củng cố việc tu luyện của chính mình hiện tại chính là đang vì ngươi chúng đánh thật tu luyện cơ sở triệu trần nhìn từng cái từng cái đều quá mức cao hứng lên tiếng răng dậy nói là đạo sư chúng ta minh bạch mọi người hướng về triệu trần cuối mình nghiêng mình nói bọn họ cũng đều biết trong đó đúng sai liền tất cả mọi người bắt đầu cũng cố lên chỉ có đánh thật cơ sở mới có thể đi càng xa hơn bò càng cao hơn mới có thể không đoạn trở nên mạnh mẽ nắm giữ tốt tu luyện cơ sở đối với tương lai xung kích cảnh giới càng cao hơn có giúp đỡ cực lớn không có tốt cơ sở càng là sau này tu luyện tu luyện bình cảnh cũng càng ngày càng nhiều thậm chí sẽ dẫn đến đang đột phá bên trong tẩu hỏa nhập ma sau một canh giờ. Không sai, tuy rằng tu vi gia tăng rồi, nhưng mặt sau chính mình hay là muốn tăng cường thân thể mình lực lượng. Triệu Trần nhìn tất cả mọi người gần đủ rồi, liền mở miệng nói. Ừ, lần này thu hoạch cũng rất lớn, có thể trở về thư viện rồi. Triệu Trần cười nhạt một tiếng. Đạo sư vạn tuế. Mọi người nghe được Triệu Trần nói có thể trở về thư viện, đều vô cùng phấn khởi. Này gần một tháng thời gian, để cho bọn họ ở đây ăn không ăn được có ngủ hay không tốt các nữ sinh vẫn muốn tắm nhưng ở hồn lạc xâm lâm lý căng vốn không khả năng điều này làm cho các nàng vẫn rất không thoải mái có điều ra hồn lạc xâm lâm ta nhưng là có một đặc huấn. triệu trần nhìn cao hứng mọi người thần bí cười cợt nói rằng thần bí đặc huấn a tiêu mị tò mò hỏi không thể nói không thể nói triệu trần lắc lắc đầu thần bí khó lường nói. Cứ như vậy Triệu Trần ngồi ở tiểu lang trên lưng, mặt sau theo một đám học sinh, hướng về hồn lạc xâm lâm ngoại vi chạy đi. Ứng với tiểu lang khí tức, dọc theo đường đi cũng không nhìn thấy làm sao ma thú, vì lẽ đó dẫn đến bọn họ cũng rất an toàn đi tới hồn lạc xâm lâm bên ngoài. Nhìn bọn họ màu lam nhạt bầu trời, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi hướng về bọn họ, thậm chí còn có thể hỏi nhàn nhạt có xanh vị, khiến người ta không nhìn được hít sâu một hơi thoải mái a à. đặng phúc nằm trên cỏ nhắm hai mắt trước ánh mặt trời chiếu đến trên người hắn để hắn không khỏi thở dài nói rất nhanh mọi người liền đi tới thần quan trấn ở tiến vào thần quan trấn thời điểm triệu trần đem tiểu lan thu hồi sủng vật không gian triệu trần cũng không muốn đem tiểu lan đưa vào thần quan trấn bên trong một ít lan tu vi e sợ sẽ mang đến rất nhiều phiền phức không tất yếu đến từ thần quan trấn trong khách sạn triệu trần như cũ là cho mỗi cá nhân mở ra một gian thư thích gian phòng cũng làm cho bọn họ ở khách sạn ăn nhiều một trận được rồi các bạn học hiện tại liền bắt đầu nghỉ ngơi cho khỏe gạt cái tắm nước nóng ngủ cái an giấc sau khi ăn xong triệu trần thản nhiên nói mọi người cũng bắt đầu trở lại gian phòng của mình triệu trần có vội vã nói sáng sớm ngày mai xuất phát không muốn ngủ quên mọi người hướng về triệu trần gật gật đầu ra hiệu đến, mình đã biết rồi. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi, mọi người có phá lệ tinh thần sung mãn. Rời đi thần quan trấn 20 km ở ngoài. Triệu Trần xem đây là một phiến rất rộng rãi phiến địa, rất thích hợp đặt huấn sân bãi. Triệu Trần nhìn mọi người, đứng nghiêm ở, không nhúc nhích, nói rằng. Hiện tại bắt đầu đặt huấn, các ngươi dám à? Dám. Mọi người đồng thời đáp đều không có ăn điểm tâm à âm thanh nhỏ như vậy mời các ngươi dùng bú sữa mạnh mẽ nói cho ta biết có dám hay không triệu trần quát lên dám mọi người gầm hét lên được lần này đặt huấn chia làm hai bộ phân bước thứ nhất chính là ở tiểu lan uy thế dưới kiên trì cho tới bước thứ hai trước hết chờ các ngươi bước thứ nhất sau khi hoàn thành đang nói triệu trần nói qua đặt huấn nội dung cũng tiếp theo ở đem tiểu lan cho gọi ra đến Tiểu Lan đứng triệu trần phía sau, nhìn đứng thành một hàng đoàn người, thả ra chính mình khí tức mạnh mẽ. Lúc này bọn họ có thể cảm nhận được, khí tức mạnh mẽ xông tới mặt, hơi thở này ép bọn họ không thở được, giống như tòa cự sơn ép đỉnh. Cũng không lâu lắm, triệu trần nhìn mọi người, ngoại trừ Long Hồng cùng tiêu mị hai người cắn răng kiên trì đứng thẳng, biểu hiện còn có thể, có điều những người khác đều quỳ ngã xuống đất. Nằm trên mặt đất người, các loại tư thế đều có, bất quá bọn hắn nhưng không cách nào nhúc nhích. Nhìn tình cảnh này để Triệu Trần muốn cười, nhưng Triệu Trần vẫn là nhìn được. Làm sao, vậy thì không tiếp tục kiên trì được rồi. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 36 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Làm sao, vậy thì không tiếp tục kiên trì được rồi. Không phải mới vừa tự tin tràn đầy nói dám sao các ngươi cứ như vậy nằm trên mặt đất à, nói như thế nào à, từng cái từng cái câm. Triệu Trần hung hãn nói. Quỳ ngã xuống đất người, căn bản là không có cách nhúc nhích, cùng với khó chịu cùng thống khổ, cảm giác mình sắp bị ép thành mảnh vỡ rồi. Chớ nói chi là mở miệng nói chuyện, căn bản mở ra không được khẩu. Theo thời gian trôi qua, Long Hồng cùng Tiêu Mị cũng nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt hiện ra gian nan vẻ các ngươi là phế vật à sử dụng nhất sinh thụ cái này nghịch thiên trái cây để cho các ngươi tẩy tủy phạt mạch còn đang quỳ ngã xuống đất nếu như có thể để cho các ngươi nuốt đi ra thật muốn để cho các ngươi cho ta phun ra nhìn quỳ ngã trên mặt đất bọn học sinh triệu trần hướng về lấy này kích phát bọn họ bất khuất trong cơ thể bọn họ còn có một sinh cây trái cây lưu lại năng lượng thông qua tiểu lang uy thế để cho bọn họ lưu lại ở trong người đến năng lượng triệt để dung hợp ngã trên mặt đất bọn học sinh từng cái từng cái con mắt đều đỏ bọn họ muốn đứng lên thế nhưng không quản lý mình làm sao động đều không động đậy lên hơi thở này uy thế đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá mạnh mẽ làm sao cũng không phản kháng à nói cách khác tử vong còn chưa tới các ngươi liền lựa chọn tử vong mà từ bỏ sinh mệnh rồi phế vật triệu trần tiếp theo kích thích bọn họ a à. một tiếng tiếng hô từ đặng phúc phát trong miệng phát sinh, cả người đều hơi động nổi lên, chậm rãi đứng thẳng lên, đỏ cả mặt, khóe miệng chảy ra máu. Những người khác dư quan, cũng nhìn thấy đặng phúc này liều mạng dáng vẻ, cũng bắt đầu liều mạng lên, liền bàn tử đều có thể đứng thẳng lên, bọn họ tại sao không được. Bọn họ nếu muốn triệu trần chứng minh, bọn họ không phải phế vật. Coi như là xài, cũng là có thể thiêu đốt loại kia, là do tác dụng. Triệu Trần nhìn tình cảnh này, cũng rất cao hứng tuy rằng bọn họ chỉ là hơi giật giật nhưng là vẫn tiến bộ lớn vô cùng đây là một rất tốt mới đầu triệu trần ra hiệu đến tiểu lan để nó đem khí tức thu lại rất nhanh khí tức biến mất không thấy hình bóng tất cả mọi người trong nháy mắt cảm thấy thật dễ dàng nguyên bản đứng thẳng lên đằng phúc đã ở uy thế biến mất thời điểm ngã trên mặt đất ngất đi nhưng lộ ra nụ cười mọi người cũng là từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy Long Hồng cùng Tiêu Mỹ cũng là ngồi trên mặt đất, nhiều uy thế đang kéo dài xuống, hai người bọn họ cũng đem quỳ ngã xuống đất. Cái này đặt huấn không thể một bước vào chỗ, đến từ từ đi. Ngày hôm nay toán mở đầu xong, tương lai mấy ngày đều sẽ để cho bọn họ tiến hành cái này đặt huấn. Đạo sư, bàn tử không có sao chứ? Lưu lỗi nhẹ giọng hỏi. Không có chuyện gì, hắn chỉ là té xỉu trôi qua, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Triệu Trần trả lời để nói rằng. Vốn là trở lại thư viện, bọn họ tăng số chạy, không cần mấy ngày. Có điều Triệu Trần yêu cầu tất cả mọi người đi tới hồi thư viện, như vậy mỗi ngày đều có thể để cho bọn họ ở tiểu lan uy thế dưới đặt huấn. lúc này thư viện trong đoạn thời gian này, đường từ từ tu viễn hề. Chính mình mặc sau muốn giao cho Tiểu Lan một cái nhiệm vụ, vì lẽ đó chỉ có thể thừa dịp thời gian này lai like đặt huấn bọn họ. Nhìn về phía trước lưu lỗi vác lên đặng phúc đi về phía trước hình ảnh, có một loại không tên hỷ cảm giác, có điều mọi người hiện tại cũng cười không ra ngoài, trải qua vừa nãy đặt huống, để cho bọn họ rõ ràng chính mình vẫn là quá nhỏ bé. Đối mặt chân chính cường giả, bọn họ liền sức phản kháng đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong hướng về bọn họ vẫy tay. Theo 10 ngày đảo mắt đã qua, mọi người đã từ từ quen thuộc, có thể tại tiểu lan uy thế dưới, từ quỳ ngã xuống đất, chậm rãi đứng thẳng lên, cuối cùng ở uy thế tiểu có thể chậm rãi hành động mười ngày này biểu hiện của bọn họ triệu trần cũng nhìn ở trong mắt càng ngày càng có tiến bộ bọn họ trưởng thành đến độ rất nhanh từ không sai này đặt huống bước thứ nhất các ngươi xem như là căn bản là hoàn thành liền xuống đến chính là triệu trần vui mừng nói lúc này một thanh âm cắt đứt triệu trần đạo sư cái kế tiếp là cái gì đặng phúc không thể chờ đợi được nửa hỏi trải qua mười ngày này uy thế đặt huống để cho bọn họ ở mỗi cái phương diện đều có nâng lên, bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được, tuy rằng đặt huống thống khổ khó chịu, nhưng bọn họ vẫn là sẽ kiên trì, dù sao điều này có thể để cho bọn họ trở nên mạnh mẽ. Không nên gấp gáp, cái kế tiếp đặt huống nhưng là càng thêm gian nan. Triệu Trần nhắc nhở. Đạo sư, ngươi yên tâm đi. Khó hơn nữa khổ nữa, chúng ta đều có thể kiên trì. Bàn tử tự tin tràn đầy nói rằng, những người khác cũng đồng ý đặng phúc nói gật gật đầu ừ không sai vậy thì khá giống cường giả phong độ rồi cuối cùng này đặc huấn chính là các ngươi không ngừng tránh né cùng chịu đòn đương nhiên từ tiểu lan ra tay đơn giản tới nói các ngươi chính là muốn không ngừng tránh né tiểu lan công kích triệu trần thản nhiên nói đương nhiên các ngươi không thể công kích chỉ có thể tránh né né tránh không được liền chịu đòn biết các ngươi linh khí tiêu hao hết thể lực tiêu hao hết ngã trên mặt đất mới coi như kết thúc triệu trần tiếp tục phân phó nói là đạo sư mọi người hơi kích động nói trốn còn không đơn giản so với cái này chịu đựng cự sơn giống như áp lực độ khó quả thực giảm xuống rất nhiều triệu trần về phía sau đi mấy bước sau đó nhìn về phía bọn học sinh tiểu lan liền liền quyết định là ngươi tiến lên triệu trần quát lên Tiểu Lan nghe được triệu trần lệnh, vọt thẳng dốc lòng cầu học sinh chúng, khí tức mạnh mẽ để cho bọn họ động tác chậm chậm, đứng phía trước Long Hồng trực tiếp bị Tiểu Lan đánh bay mấy mét. Đây là Tiểu Lan thu liễm thực lực của chính mình, không phải vậy Long Hồng đã sớm đi đầu thai rồi. Ngay sau đó những người khác, cũng từng cái từng cái bị đánh bay hoặc bị Tiểu Lan đuôi đập bay, từng cái từng cái đều nằm trên đất, cảm giác đau đớn hướng về bọn họ kéo tới, tại đây loại khí tức dưới, bọn họ căn bản né tránh không được, chỉ có thể chịu đòn bọn họ vẫn là quá trẻ tuổi, nghĩ tới rất đơn giản. Như thế. Vậy thì không đứng lên nổi. Phế vật. Triệu Trần khiển trách. Tiểu Lan, tiếp tục tiến lên. Tiểu Lan trực tiếp dùng nó lợi trảo, đem nằm trên đất bọn học sinh, nhắc tới. nhấc lên, đang dùng Lan đuôi đánh bay. Lần lượt đánh bay, tự hồ để Tiểu Lan tìm được rồi, game cảm giác, chơi không còn biết trời đâu đất đâu có điều bọn học sinh liền thảm, không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho bằng tiểu lan, nô đùa, chơi đùa. Bọn họ chỉ có thể vận chuyển linh khí, đem chính mình bảo vệ, để cho mình thương tận lực giảm thiểu, để cho mình đau đớn cũng giảm nhỏ. Một ngày đảo mắt đã qua. Bóng đêm vương xuống đến. Tiểu Lan hay là đang không ngừng chơi đùa, vào lúc này chỉ có Long Hồng, Tiêu Mị cùng Đặng Phúc ba người còn đang kiên trì, những người khác đã đạt tới cực hạn. Tiểu Lan không có gì bất ngờ xảy ra lần thứ hai đem Đặng Phúc đánh bay ra ngoài. Oanh, oanh. Lần này bị đánh bay Đặng Phúc, thân thể truyền đến rầm trầm thanh, vọt thẳng phá bình cảnh, đột phá đến cửu giai luyện linh. Không sai. Không uổng phí Tiểu Lan cùng ta không ngại cực khổ, bàn tử ngươi đang ở đây đi sang một bên cũng cố một hồi. Triệu Trần hài lòng gật gật đầu. Chỉ chốc lát công phu, không ngừng kiên trì tiêu mị cùng Long Hồng cũng không được, quỳ ngã xuống đất, triệu trần trực tiếp là tuyên bố hôm nay đặt huấn kết thúc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 37 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Triệu Trần nhìn bên cạnh Tiểu Lan, Tiểu Lan cũng chuyển qua này khổng lồ giữ tận đầu, đem toàn bộ cao to uy mảnh khuôn mặt ghé vào Triệu Trần trước mặt, Triệu Trần có thể cảm nhận được Tiểu Lan hơi thở hướng về hắn đập lại đây. Triệu Trần nhìn bây giờ Tiểu Lan, càng ngày càng giống nhị cẩu tử, nghiêm trọng hoài nghi là hệ thống như vậy triệu trần dùng tay sờ sờ tiểu lan đầu mở miệng nói ngày hôm nay vẫn là đã làm phiền ngươi triệu trần nói xong tiểu lan liền quay đầu đi nhìn đứng thành một hàng bọn học sinh chuẩn bị bắt đầu chơi đùa lên lan ca nhẹ chút đặng phúc nhìn tiểu lan nhẹ giọng nói rằng nghe được đặng phúc nói tiểu lan lộ ra nhân cách hóa hóa nụ cười cực kỳ khủng bố mọi người vừa nhìn này lắc lắc đầu xem ra hôm nay hay là muốn bị dày xéo mười mấy ngày nay không ngừng bị tiểu lan cho chà đạp bọn họ hiện tại thân thiết gọi tiểu lan vì là lan ca tiểu lan nghe được bọn họ gọi nó lan ca trong lòng vẫn là rất cao hứng gao gừ tiểu lan phát sinh chiến đấu âm thanh nhắc nhở bọn họ bắt đầu rồi mọi người cũng bắt đầu vận chuyển linh khí bắt đầu phòng ngự lên tiểu lan miệng rộng một tấm có thể nhìn thấy nó cuốn họng nơi sâu xa tuôn ra một luồng năng lượng, theo điều này có thể lượng sức lực hoàn thành, tiểu lan trực tiếp hung hăng phun một cái. Này cổ mạnh mẽ năng lượng, hóa thành một vệt sáng dốc lòng cầu học sinh chúng đánh tới. Mọi người từ lâu chuẩn bị kỹ càng, đối mặt ánh sáng kéo tới, bọn họ vận chuyển linh khí, đem hai tay chống đỡ khá cao mới, nhưng ánh sáng vẫn là rất mạnh mẽ, trực tiếp đưa bọn họ đánh lui vài bước tiểu lan nhìn mọi người dĩ nhiên chống lại rồi chính mình sống trùng kích hơi kinh ngạc mấy ngày trước vẫn là trực tiếp đánh bay bọn họ không nghĩ tới bây giờ đã có thể ngăn cản xem ra chính mình lực lượng còn có tăng mạnh một chút tiểu lan trong lòng thầm nghĩ lan ca như thế nào lợi hại không đặng phúc kiêu ngạo nói nhưng vẫn chưa nói hết ngươi đã bị đột nhiên xuất hiện tiểu lan trực tiếp đập bay lan ca ngươi không chân chính a Tín hiệu cũng không phát một. Đặng Phúc đứng lên, vỗ vỗ trên người đất, quay về Tiểu Lan cười nói. Tiểu Lan không để ý đến Đặng Phúc, trực tiếp công kích cái kế tiếp người, mặc dù có vài cái người trốn ra Tiểu Lan công kích, nhưng vẫn là bị đánh bay. Tiểu Lan lần thứ hai hướng Đặng Phúc công kích, có điều nhiều lần đều bị Đặng Phúc né tránh. Tiểu Lan trong mắt có loại dị dạng vẽ mặt, tự hồ muốn nói. Linh hoạt bàn tử. Tiểu Lan trực tiếp là tăng nhanh tốc độ, nhìn lời trảo kéo tới, để đặng phúc chưa kịp phản ứng, thật sự là tiểu lang tốc độ quá nhanh. Bàn tử, cẩn thận. Địa chấn sống. Lưu lỗi ở một bên nhìn bàn tử muốn thừa nhận một kích này, vội vã vận chuyển linh kỹ địa chấn sống, lợi dụng linh kỹ gần sống đem bàn tử văng ra, tiểu lang lợi trảo trực tiếp vô hụt. Lưu lỗi, cảm tạ. Đặng Phúc nhìn lưu lỗi nói cảm tạ. Không tệ lắm, này Linh Kỷ nắm giữ rất tốt, có thể làm được sống học sống dùng này phối hợp cũng rất tốt nhìn lưu lỗi này một làn sóng thao tác triệu trần là than thở không ngớt nhìn bị cứu đặng phúc tiểu lan quay đầu nhìn về phía lưu lỗi nó một đòn khóa lưu lỗi lan ca ta sai rồi đón lấy chính là lưu lỗi tiếng kêu thảm thiết triệu trần thấy cảnh này cảm thấy chiến đấu thật có thể mang đến mạnh mẽ bọn hắn bây giờ có thể né tránh mấy chiêu đã tiến bộ rất lớn rồi xem ra chính mình làm cho cái này đặc huấn là phi thường có hiệu quả, này hiệu quả so với triệu trần mong muốn còn tốt hơn. Sau hai canh giờ, mọi người cũng là bại liệt khắp nơi địa, linh khí cùng thể lực cũng đã tiêu hao hết, hiện tại giống như là cừu con. Từ kiên trì mấy phút đến hai canh giờ, cái này cũng là thiên đại tiến bộ. Mỗi lần mọi người bại liệt trên mặt đất, triệu trần đều sẽ cho các ngươi uy một viên đan dược, để chữa trị bọn họ tổn thương, cùng nhanh chóng hồi phục linh khí triệu trần cũng không muốn để cho bọn họ lưu lại bệnh kín không phải vậy này đặt huấn liền uổng phí tối hôm đó mọi người ngồi vây quanh ở bên đống lửa một bên nhìn mọi người cũng ăn được uống được rồi triệu trần liền mở miệng dò hỏi lần này đặt huấn ta còn là tương đối hài lòng hiện tại các ngươi nói một chút nội tâm của chính mình cảm thụ đạo sư ta đến ta trước tiên nói bàn tử đứng lên tranh nhau nói rằng đạo sư lần này đặt huấn quả thực là để ta thay da đổi thịt, giống như sống lại. Chính ta trước đây vẫn muốn trở thành cường giả, nhưng mình tu luyện thường thường không khiến người ta thỏa mãn, gia tộc quy định 18 tuổi trước nếu không thể đột phá đến linh sĩ, vậy ta chỉ có thể phân phối đi quản lý sự vụ. Tuy rằng phụ thân ta là gia tộc tộc trưởng, nhưng tộc quy liền hắn cũng không cách nào thay đổi. Trước đây lòng ta hôi ý lạnh, vẫn là ở không lý tưởng, bất quá bây giờ ta trải qua đạo sư ngài giáo dục, tự tin tăng cao ta sẽ để xem thường người của ta nhìn với cặp mắt khác xưa đặng phúc nói qua nói qua liền để lại nước mắt từ đặng phúc trong lời nói có thể cảm giác được đặng phúc trước kia là cỡ nào oan ức bị người xem thường bị cười nhạo lần này đi ra thời gian tu luyện bên trong lần này cũng nhìn thấu đặng phúc nỗ lực bây giờ kết quả cũng là hắn muốn triệu trần gật gật đầu ra hiệu đặng phúc ngồi xuống cũng quay về đặng phúc nói rằng đặng phúc đồng học ngươi là lớp chúng ta tiến tới bước nhiều nhất người, ý chí của ngươi lực đang ngồi rất nhiều người cũng không sánh nổi ngươi. Ngươi bây giờ ngay ở gian tin niềm tin của chính mình, thực hiện chính mình cường giả chi mộng. Trời sinh ta tại tất có dùng, câu này đưa cho ngươi. Đương nhiên câu nói này cũng tương tự là thích hợp các ngươi tất cả mọi người. Triệu Trần nhìn mọi người chậm rãi nói rằng. Đạo sư, ta không biết rõ câu này ý tứ của. Tiêu Mỹ hướng về Triệu Trần cuối mình, nhưng mình dò hỏi ừ ngươi ngồi xuống trước đã vậy thì nói chính là muốn nói cho các ngươi ở mảnh này đại lục mỗi người đi tới nơi này cái thế giới đều có bản thân ý nghĩa giá trị mỗi người tiềm năng đều là vô hạn nên có một ngày ngươi đem hết thảy có thể làm chuyện đều làm xong lúc ngươi sẽ vì chính mình cảm thấy giật mình vì lẽ đó muốn thường xuyên tin tưởng mình không muốn nghi vấn chính mình nghe được triệu trần giảng giải mọi người cũng hiểu gật gật đầu đạo sư, ta nghĩ nói một chút nội tâm của chính mình cảm thụ. Tiêu mị vốn không muốn nói rằng, nhưng nghe đến Triệu Trần nói tới, tiêu mị vẫn là lựa chọn nói ra. Triệu Trần gật gật đầu, ra hiệu tiêu mị có thể nói đi ra. Cho nên ta muốn trở nên mạnh mẽ, là bởi vì muốn nắm giữ vận mệnh của mình, nếu là nắm giữ không được vận mệnh của mình, vậy mình chính là một con cờ, mặt người sâu xé. Ta một biểu tỷ cũng là bởi vì thiên phú không được, bị gia tộc đi tới làm hợp hôn quân cờ, tỷ tỷ một mực cái kia trong gia tộc nhận hết bắt nạt, cuối cùng tự sát. Mà gia tộc một điểm tỏ thái độ đều không có, thật giống chưa từng xảy ra chuyện gì. Ta không muốn ta sau đó cũng là như vậy. Tiêu Mỹ nói xong đã chôn xuống đầu, nàng không muốn bọn họ nhìn thấy chính mình rơi lệ dáng vẻ. Bên cạnh Long Hồng nghe xong, muốn đi an ủi một hồi Tiêu Mỹ, nhưng mình nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Triệu Trần nhưng là đưa tay đặt ở tiêu mị trên đầu, nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve, cũng an ủi. Nhân sinh là một cái không có phần cuối con đường, trước sau nhớ kỹ này vận mệnh bi thảm, đem mình vận mệnh vững vàng nắm giữ ở trong tay mình, gian nan tiến lên nhân sinh trên đường, sẽ tràn ngập hy vọng cùng thành công. Triệu Trần hiện tại mới phát hiện, học sinh của chính mình chúng đều có chuyện thương tâm, chính mình cũng không hiểu rõ bọn họ, liền mặt sau Triệu Trần để cho bọn họ nói hết ra, bất kể là cái gì cũng có thể lớn tiếng nói ra. Muốn khóc liền lớn tiếng khóc lên, mỗi ngày lại là một tốt đẹp chính là một ngày. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 38 Sinh tử tranh đấu Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Sáng sớm, mọi người liền tỉnh lại. Đi tới phía ngoài lều, hoa thơm chim hót. Hơi ánh mặt trời chiếu vào trên mặt của bọn họ, là bọn hắn xem ra phá lệ tinh thần triệu trần nhìn thấy mọi người có thể cảm nhận được bọn họ hết sức thoải mái bọn họ cũng từng người tối ngày hôm qua thổ lộ tiếng lòng tỉnh lại sau giấc ngủ cảm nhận được có một loại không tên thư thích cảm giác có thể là ức đến quá lâu lập tức nói ra cả người đều dễ dàng chuẩn bị xong chưa triệu trần hỏi dò mọi người thời khắc chuẩn bị được xuất phát nhìn trước mọi người tiến vào triệu trần thật giống thấy được tương lai của bọn họ vào giờ phút này bọn họ đã đem cái này tập thể xem là một cái khác nhà tin tưởng bọn hắn sau đó sẽ đoàn kết nhất trí đạo sư ngày hôm nay khi nào thì bắt đầu đặt huấn đi trên đường đặng phúc hỏi hắn hiện tại đã nóng lòng muốn thử không thể chờ đợi được nữa muốn tiến hành đặt huấn nha đã quên nói cho các ngươi đặt huấn kết thúc bây giờ còn là dành thời gian hồi thư viện triệu trần cho mọi người vừa đi vừa nói rõ nói Mọi người nghe được sát hạch đã kết thúc, có chút khổ sở. Bọn họ tự hồ đã thích cảm giác này, không bao lâu nữa đều có thể lần thứ hai đột phá. Làm sao từng cái từng cái đều như thế thất lạc? Vậy thì cho các ngươi đến điểm lạc thú, toàn bộ viên tăng số đi tới. Triệu Trần nhìn mọi người có chút mất mát, liền liền để mọi người nhanh chóng chạy đi. Mọi người ba ngày thời gian chạy trốn, rốt cục trở lại thư viện cửa lớn. Nhìn ứng thiên thư viện cửa lớn, bọn họ vang lên chính mình mới ra đi thời điểm lần này trở về cảm giác mình trưởng thành thành thục rất nhiều ba ngày nay chạy trốn mọi người không có oán giận trái lại coi nó là làm một loại hưởng thụ được rồi cho các ngươi thả một ngày nghỉ nghỉ ngơi thật tốt một phen triệu trần nhìn bọn học sinh mỉm cười nói thật ôi chao ai ôi đạo sư yêu ngươi chết mất ta muốn đi ăn một bữa no nê bù đắp ta còn nhỏ cái bụng tâm linh đau xót. Đặng Phúc nói xong một bên sông ra ngoài. Bạn tử, chờ chúng ta một chút. Long Hồng, lưu lỗi chờ bốn cái nam sinh cũng theo Đặng Phúc chạy đi, bọn họ đều muốn khỏe mạnh ăn xong một bữa. Bù đắp này sắp tới hơn một tháng tất cả đều là thịt bi thảm, không phải thịt ăn không ngon, mà là chính bọn hắn nướng thịt ăn không ngon, ăn thịt ăn được nói. Từ khi Triệu Trần có một lần cho bọn họ làm thịt nướng, bọn họ trong nháy mắt cảm thấy bọn họ lớn như vậy còn không có ăn qua ăn ngon như vậy thịt nướng từ đó về sau trong lòng bọn họ thầm nói sau đó nhất định phải học được thịt nướng cái này bản lĩnh đối với các nữ sinh tới nói bọn họ hiện tại chỉ muốn trở lại hảo hảo rửa mặt một phen dù sao nữ sinh đều yêu thích bảo vệ chính mình mỹ lệ lúc này trong phòng làm việc của hiệu trưởng hiệu trưởng ở tại bọn hắn bước vào thư viện một khắc đó hắn liền biết rồi nhìn mọi người cải thiên hoán địa để hắn hơi kinh ngạc càng làm cho hắn kinh ngạc là hắn lại ở mỗi cái học sinh trên người cảm nhận được nhất sinh thụ trái cây khí tức không nghĩ tới này quần tiểu tử lần này đi ra ngoài lại có như thế kỳ ngộ xem ra bọn họ tiền đồ tương lai không thể đo lường a à. hiệu trưởng nhìn triệu trần thủy chung là nhìn không thấu triệu trần cuối cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu tự nhủ đúng là một thần kỳ gia hỏa thoải mái a à? lúc này triệu trần nằm ở ký túc xá mềm mại trên giường lớn phát sinh tiếng cảm thán thật muốn như thế một loại xuống cũng không biết một mặt hàm hiện tại đang làm gì có nàng đến làm bạn là nên tốt bao nhiêu a à? triệu trần chính đang nằm ở trên giường mỉm cười với tự hỏi tương lai hài tử là muốn nữ hài vẫn là nam hài quên đi đứa nhỏ mới làm lựa chọn ta đều muốn nên lấy tên là gì đã đang suy nghĩ tương lai sinh hoạt nên là như thế nào. Triệu Trần đã y y đi lên. Rầm rầm rầm. Cấp tốc tiếng gõ cửa vang lên, các đức Triệu Trần rất đúng tương lai suy nghĩ. Ai vậy? Triệu Trần mở cửa phòng hỏi. Mở cửa đã nhìn thấy lưu lỗi sốt ruột vẻ mặt. Đạo sư, bất hảo, đặng phúc cùng nhân sinh tử đấu rồi. Lưu lỗi sốt ruột nói. Cái gì? Triệu Trần hơi kinh ngạc, sinh tử đấu lại như tên của nó như thế, song phương chỉ có một đời vừa chết, bất luận người nào không được can thiệp. Đạo sư, chúng ta nhanh lên một chút đi ngăn cản đặng phúc, nên còn không có thêm sinh tử khế ước. Lưu lỗi vội vàng nói. Làm sao thư viện không ai quản sao? Triệu Trần có chút nghi vấn. Thư viện cũng sẽ không quản loại chuyện vặt vảnh này, coi như bị lớn hơn, quái thì trách thực lực của chính mình nhỏ yếu, chỉ cần không làm khó chết người đến, Ngoài hắn ra thư viện cũng sẽ không can thiệp. Lưu Lỗi hướng về Triệu Trần giải thích nói rằng: "Được, chúng ta bây giờ liền đi, trên đường ngươi cho ta nói rõ tình huống." Triệu Trần cảm thấy lúc này không đơn giản, bạn tử ngươi a ngươi. "Nên nói như vậy ngươi a." Dọc theo đường đi, Triệu Trần nghe Lưu Lỗi tự thuật, Triệu Trần cũng hiểu gần đủ rồi. Hóa ra là đặng phúc ở thư viện nhà ăn không cẩn thận va chạm người khác một hồi. Đặng Phúc cũng ngay sau đó làm cho người ta xin lỗi. Bị va người chẳng những không có tiếp thu Đặng Phúc nói khiểm, trái lại bắt đầu nhục mạ lên Đặng Phúc, thậm chí thăm hỏi Đặng Phúc cha mẹ. Nhục mạ mình có thể, thế nhưng nhục mạ mình cha mẹ, đây là không thể nhìn được, Đặng Phúc cũng miệng phun thân ngát, đáp lễ. Dần dần hai người ngọn lửa chiến tranh càng ngày càng càng lớn, hai người trực tiếp quyết định sinh tử đấu. Bị va học sinh là cao cấp bang, tên là Phòng Quyền, Người này nghe lưu lỗi nói, thường thường ý là lớp cao cấp người, bắt nạt sơ cấp bang, thậm chí còn thu lấy bảo hộ phí, mặc dù đang lớp cao cấp phòng quyền thực lực lót đấy, nhưng vẫn là có rất nhiều người bị hắn bắt nạt. Hai người khế ước đã thành. Sinh tử đài trên, một ông già nhìn sinh tử khế ước trên hai người đều đã ký tên tên, liền tuyên bố. Triệu Trần cùng lưu lỗi hai người vừa tới đến sinh tử đài dưới, liền nghe đến khế ước đã thành, Triệu Trần nhỏ giọng nói qua xem ra chúng ta đi chậm vậy làm sao bây giờ a à, đạo sư không thể nhìn bàn tử chịu chết a à? lưu lỗi hiện tại cũng không biết nên làm gì mới tốt bình tĩnh lại hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm chính là tin tưởng đặng phúc hắn có thể thắng lợi ngươi lẽ nào đã quên đặng phúc trong khoảng thời gian này cỡ nào nỗ lực hiện tại cũng coi như là đối với hắn thực lực kiểm nghiệm triệu trần bình tĩnh rất đúng lưu lỗi nói rằng để hắn này nôn nóng lòng yên tĩnh hạ xuống. Đúng vậy a, à, chúng ta khoảng thời gian này cố gắng thế nào, còn phục dụng nhất sinh thụ thần kỳ trái cây, ta nên tin tưởng đặng phúc. Lưu lỗi nghe được Triệu Trần cũng minh bạch rất nhiều. Nhìn lưu lỗi nôn nóng tâm, bình tĩnh lại, Triệu Trần gật gật đầu. Kỳ thực Triệu Trần sớm đã dùng thăm dò thuật, tra xét đặng phúc sinh tử đấu đối thủ phòng quyền, 16 tuổi, nhị giai linh sĩ đặng phúc hiện tại tuy rằng chỉ có cửu giai luyện linh thực lực nhưng hắn tự thân nhưng là tẩy tủy phạt mạch ở thêm vào triệu trần đặc huấn triệu trần nghĩ đến đặng phúc ở như thế nào đi nữa nói cũng có thể vượt cấp đánh bại phòng quyền đạo sư xin lỗi chúng ta không có ngăn cản đặng phúc long hồng mấy người đi tới triệu trần trước người rất xin lỗi nói được rồi đây là đặng phúc chính mình quyết định hiện tại chúng ta liền muốn tin tưởng hắn Triệu Trần nhìn mấy người nói rằng: "Đạo sư, vạn nhất ta là nói vạn nhất đặng Phúc hắn thất bại." Long Hồng vẫn là không nhìn được lo lắng hỏi: "Sinh tử đấu thất bại chính là chết, dù sao cũng là chính hắn lựa chọn." Triệu Trần đây là nhìn đứng sinh tử đài trên đặng Phúc, bình tĩnh nói: "Đặng Phúc, mạng này vẫn chính là làm sao thần kỳ, hy vọng ngươi có thể thành công, không để cho ta thất vọng, ta cũng không muốn thay ngươi nhặt xác." đến thời điểm còn muốn bỏ tiền mua ván quan tài. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 39 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ứng thiên thư viện sinh tử đấu, cũng không thông thường, nhưng vẫn là có mà hiếm thấy. Có điều hôm nay, sinh tử đài dưới, dòng người biển người, đem sinh tử đài vây chính là nước chảy không lọt. Theo lý thuyết, ở sinh tử đấu tuy rằng hiếm thấy, nhưng hấp dẫn không được làm sao nhiều người, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đây là một trận sơ cấp bang cùng lớp cao cấp học viên sinh tử đấu để cho bọn họ sinh ra hứng thú bọn họ không hiểu cái này sơ cấp bang học sinh là muốn muốn chết sao vẫn là chính mình không biết tự lượng sức mình nghe nói là sơ cấp bang người kia tiên phát ra sinh tử đấu mập mạp chết bầm này muốn chết a à? một vị trung cấp bang học sinh nói rằng cũng không phải sao người này đầu óc quát rồi mập mạp này chính là không biết tự lượng sức mình một đạo thô bạo thanh âm của truyền đến gặp học trưởng lại là yêu nghiệt ban người bọn họ mau mau xin đợi nói người kia lắc lắc đầu hắn vốn tưởng rằng lần này sinh tử đấu rất đặc sắc lại không nghĩ rằng như vậy liền thất vọng rời đi dưới cái nhìn của hắn lần này sinh tử đấu đã không có cái gì để xem kết cục đã nhất định lại là yêu nghiệt ban cũng không phải sao rất hiếm thấy yêu nghiệt ban người, ngày hôm nay lại nhìn thấy. Mau nhìn, bắt đầu rồi. Một thanh âm từ trong đám người truyền đến. Làm cho tất cả mọi người đều nhìn về sinh tử đài, đình chỉ trò chuyện, bọn họ căn bản không xem trọng đặng phúc, ở trong mắt bọn họ đặng phúc đã là cho người chết. Phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong hiệu trưởng cùng một mặt hàm đi tới phía trước cửa sổ nhìn này sinh tử đài. Mặt hàm, ngươi cảm giác ai sinh, ai chết. Gia Gia, này muốn dùng nói sao? Hai người bọn họ ngày cấp bậc thực lực khác biệt nhiều như vậy, này tiểu mập mập chắc chắn phải chết. Một mặt hàm chậm rãi nói rằng, ôi chào, ai, ôi, mọi việc không cần nói đến như vậy khẳng định, ta ngược lại cho rằng là Bàn Tử sẽ tiếp tục sống. Hiệu trưởng mỉm cười nói, tại sao? Bởi vì hắn là triệu trần học sinh, coi như lần trước đề cập với ngươi lên, Gia Gia, coi như là học sinh của hắn vậy lại như thế nào, thực lực cách biệt nhiều như vậy. Nghe được triệu trận hai chữ, một mặt hàm sắc mặt có chút ửng đỏ. Nhìn chính mình tôn nữ biến hóa, cười nói. Xem ra các ngươi đã nhận thức, sau đó phải cố gắng ở chung. Gia dạ gia, dạ, ngươi nói cái gì đây, không để ý tới ngươi, đi rồi. Một mặt hàm sắc mặt càng thêm đỏ chót, đã không muốn ở nơi này đi xuống. Ta thật tôn nữ, gia dạ gia dạ ta sai rồi, chúng ta không nói những thứ này, xem sinh tử đấu bắt đầu rồi nhìn một mặt hàm không để ý tới chính mình hiệu trưởng vội vàng xin lỗi một mặt hàm thấy được triệu trần bóng người liền nhớ lại cùng ngày chuyện tình không biết làm sao có lúc còn có thể mơ thấy hắn sinh tử đài trên ông lão chậm rãi tuyên bố đặng phúc phòng quyền hai người sinh tử đấu bắt đầu đứng sinh tử đài trên phòng quyền cười nhạo nhìn đặng phúc nói rằng sinh tử đấu đã bắt đầu rồi ta người này lòng tốt có còn có cái gì di ngôn mau mau nói, không phải vậy, một hồi ngươi không có cơ hội mở miệng. Đặng Phúc nhìn phòng quyền lạnh giá nói. Yên tâm, ai sống ai chết còn chưa chắc chắn, chờ ngươi đi xuống. Từ Đặng Phúc lạnh giá trong giọng nói, phòng quyền lại cảm nhận được một tia sát khí, để phòng quyền không càng rụng mình một cái. Phòng quyền phục hồi tinh thần lại, chính mình dĩ nhiên để trước mắt bàn tử dọa sợ, đầy mặt nổi giận. Tên béo đáng chết, đừng tưởng rằng nghe không hiểu ngươi nói nhưng một con có tử vong một con đường nói xong phong quyền liền thả chính mình nhị giai linh sĩ linh áp hướng đặng phúc đè tới linh áp là đột phá đến linh sĩ cấp bậc sau tự thân sẽ sản sinh uy thế này uy thế mạnh mẽ hay không liền cùng người tu hành thực lực mạnh độ phong quyền biết đặng phúc chẳng qua là bác giai luyện linh cấp bậc mình cũng không muốn một quyền liền đánh chết như vậy cũng không phải chơi vui hắn muốn cho đặng phúc sống không bằng chết thân là bác giai luyện linh đặng phúc nhất định sẽ ngã quỵ ở mặt đất có điều để phòng quyền không nghĩ tới chính là đặng phúc lại không có nửa điểm thống khổ cùng cái người không liên quan như thế xảy ra chuyện gì lẽ nào ta linh áp không có tác dụng phòng quyền nghĩ mãi mà không ra ngươi đến cùng có gọi hay không ngươi đến cùng có được hay không a à? còn ngươi nữa này uy thế ngay cả ta lan ca một phần ngàn uy thế cũng không sánh nổi thấy phòng quyền thả ra linh áp chính mình không cảm giác được bất kỳ không khỏe, liền dục đến. Phong quyền nghe được đặng phúc cười nhạo mình, cũng không nhịn được, hắn không người một cái, dường như lò xo bình thường từ trên mặt đất bắn ra đi, cấp tốc hướng đặng phúc phóng đi. Phong quyền mạnh mẽ thân thể, hóa thành hổ báo, hai tay bàn tay mở ra, hóa thành máu một loại lợi trảo, hướng về đặng phúc đầu óc vỗ tới. Phong quyền trực tiếp là sử dụng sức mạnh mạnh nhất, hắn hiện tại đã không có cái gì kiên trì theo đặng phúc chơi đùa, chỉ muốn lập tức giải quyết Đặng Phúc, hiện tại ở phòng quyền trong mắt, Đặng Phúc đã bị chia làm hai nửa rồi. Này phủ đầu đập xuống, lại đập hết rồi. Chỉ thấy Đặng Phúc nhẹ nhàng về phía sau một di động, rất khéo léo tránh thoát. Nhìn Đặng Phúc tránh thoát sự công kích của chính mình, cảm thấy không thể, phòng quyền không có ngừng tay, mà là lại tiếp theo công kích. Phòng quyền hướng về không trung nhảy một cái, chân như cái rìu bình thường hướng về Đặng Phúc đánh xuống nhưng đặng phúc vẫn là nhẹ nhàng hướng về trái một di Giời, rất dễ dàng tránh thoát ở đặng phúc trong mắt phòng quyền công kích thật sự là quá chậm cho dù phòng quyền sử dụng thân pháp linh kỹ đặng phúc vẫn cứ cảm giác quá chậm chính mình nhìn rõ rõ ràng ràng làm sao có khả năng ngươi chẳng qua là bác gia luyện linh thực lực vì sao ta có thể tránh thoát toàn lực của ta công kích phòng quyền dừng lại công kích có chút thở hồng hộc nhìn đặng phúc trong mắt càng là khó mà tin nổi đặng phúc đây là tà mị nở nụ cười nói rằng chúng ta cấp tuy rằng so với ngươi thấp nhưng ngươi tốc độ thực sự quá chậm không là ngươi quá yếu giải quyết ngươi chỉ cần một quyền đặng phúc trong lòng đã quyết tâm ngươi dám sỉ nhục cha mẹ ta vậy chỉ dùng tính mạng của ngươi đến xin lỗi đáng ghét bị một tên béo đáng chết coi thường phòng quyền quả thực là muốn nổ tung trực tiếp bàn tay vung lên từ trong nhẫn của hắn bay ra một thanh tất cả đều là đều là hàng băng trường kiếm phòng quyền tây cầm hàng băng trường kiếm này hàng băng đã đem phòng quyền tây đông ra máu nhất thời trường kiếm phát sinh lạnh giá khí tức đến toàn bộ sinh tử đài đều bị đóng băng hiện tại vốn là liệt dương khí trời bị này liệt diễm chiếu rọi lại một điểm hòa tan dấu vết đều không có kiếm này tên là hàng băng kiếm có thể chế tạo ra hàng băng chi địa ngươi không phải tốc độ nhanh sao này sinh tử đài đã thành hàng băng chi địa, ta xem ngươi bây giờ làm sao trốn. Phong quyền cười đắc ý nói. Toàn bộ sinh tử đài hàng khí cấp tốc tăng cường, làm cho người chung quanh đều tới lui về sau một khoảng cách. Này hàng băng kiếm phòng quyền cũng là bất đắc dĩ đem lấy ra, muốn thôi thúc nó, phải sử dụng tinh huyết của chính mình, hắn bây giờ đã không có bất kỳ phản kháng, hàng băng kiếm đang hấp thụ tinh huyết của hắn đồng thời, còn đang đại lượng hấp thụ hắn linh khí. Tất cả mọi người nhìn thấy Đặng Phúc bị băng vụ vây quanh, từ trước đến giờ đã thành tượng băng. Tên béo đáng chết, tại sao không nói chuyện, câm. Nha, đúng rồi, người chết là không biết nói chuyện. Phong Quyền nhìn bị băng vụ mai tán Đặng Phúc, cười đắc ý nói. Ngươi là không phải cao hứng quá sớm. Đột nhiên yên tĩnh sinh tử đài trên, truyền đến một thanh âm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 40 nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Điều này làm cho đắc ý phòng quyền lộ ra một bộ quái đạn dáng dấp, hắn bây giờ sớm đã đem hàng băng kiếm thu hồi, không phải vậy hàng băng kiếm sẽ đưa hắn hút thành một số. Linh khí cũng đã bị hấp thụ còn dư lại không có mấy rồi. Băng trong xương đặng phúc bóng người vọt thẳng hướng về phía phòng quyền, một tay trực tiếp bấm đến phòng quyền trên cổ, đem dơ lên. Tha! Mệnh! Phòng quyền bị bóp lấy cái cổ, có chút nói không ra lời. Tha mạng. Hiện tại nhớ lại tha mạng, nhục cha mẹ ta người, chết. Âm. Đặng Phúc trực tiếp là đem phòng quyền phát cái cổ cắt đứt, ném xuống đất, phát sinh tiếng vang đến. Cái gì, hắn lại thắng. Tình cảnh này xoay ngược lại, để trận tất cả mọi người giật nảy cả mình. Mọi người thấy Đặng Phúc mập mạp vóc người, cấp bậc thực lực còn so với phòng quyền thấp, lại vẫn thắng, thế giới này là thế nào, người như vậy lại ở sơ cấp bang, này hoàn toàn có thể cùng lớp cao cấp cùng sánh vai rồi. Quá tốt rồi, bàn tử thắng. Long Hồng đẳng nhân một mặt cao hứng kêu lên. Ừ, không sai. Được rồi, các ngươi hơi hơi yên tĩnh một chút. Triệu Trần nhìn mọi người một mặt vẻ mặt cao hứng, dùng tay nhẹ nhàng gõ một cái bọn họ đầu. Đạo sư, cho ngươi lo lắng. Đặng Phúc ở sinh tử đài thượng kháng phòng quyền sát chết, sau đó đi xuống sinh tử đài đã nhìn thấy triệu trần đặng nhân đặng phúc cũng liền bận biểu lại đây nói rằng từ đặng phúc không tệ lắm để ta tiết kiệm được một bút quan tài tiền đáng giá biểu dương mấy người các ngươi muốn như đặng phúc đồng học học tập cho các ngươi lão sư ta nhiều tỉnh vài phần quan tài tiền triệu trần vỗ đặng phúc khích lệ nói đồng thời cũng nói dậy những người khác đặng phúc và những người khác có chút hết chỗ nói rồi người lão sư này liền muốn cho mình học sinh chuẩn bị kỹ càng quan tài, cũng không quan tâm quan tâm một hồi. Quyền nhi, ai, là ai làm được? Khô đến. Một tiếng từ đằng xa truyền tới tiếng gầm gừ tức giận vang lên, phương xa chỉ thấy một đạo cầu vòng gào thét mà đến, đi tới sinh tử đài thường kháng xem trong lòng ngực chết đi phòng quyền. Rầm rầm. Người này ở sinh tử đài trên vỗ một chưởng, toàn bộ sinh tử đài cũng xuất hiện đủ loại vết nứt. Bình yên trực tiếp sụp hơn một nửa. Phong Minh Khải lão sư, Phong Quyền cùng người ký kết khế ước, ngươi cũng không cách nào can thiệp. Muốn trách thì trách Phong Quyền thực lực mình không ăn thua. Nguyên Tiên Sinh tử đại ông lão đi ra, quay về Phong Minh Khải nói rằng, "Ta đang nói một lần, là ai chết? Phong Minh Khải không để ý đến ông lão, hiện tại lại như cho mình nhi tử báo thù. Phong Quyền là Phong Minh Khải ở bên ngoài con riêng ở toàn bộ thư viện chỉ có số người cực ít biết, cái này cũng là tại sao phòng quyền có thể đi vào lớp cao cấp nguyên nhân. Sinh tử đài dưới tất cả mọi người, nhường ra một con đường, bọn họ đều nhìn đặng phúc nhìn lại, không dám nói lời nào. Hóa ra là người giết, tàn sát thư viện học sinh, ngày hôm nay từ ta thanh lý môn hộ. Phòng Minh Khải nhìn đặng phúc, hung hãn nói. Liên liên phòng quyền đặt nhẹ nhẹ ở trên đất, phòng Minh Khải cũng không có cho đặng phúc nói cơ hội, trực tiếp chuẩn bị động thủ phòng minh khải sinh tử đài quy cũ ta nghĩ tất ngươi rất rõ ràng ở nhà là đây là hiệu trưởng định quy cũ lẽ nào ngươi muốn cãi lời à ông lão đi tới đằng phúc phía trước tiếp tục nói biết thì lại làm sao cút ngay không phải vậy liền ngươi cũng đã chết phòng minh khải không nói nhảm trực tiếp tàn nhẫn nói ông lão nhìn thấy phòng minh khải mình đã không cách nào ngăn trở bất đắc dĩ lắc lắc đầu rời đi nơi đây hắn muốn đuổi chặt đi báo cáo hiệu trưởng hy vọng hiệu trưởng có thể ra tay ngăn cản phòng minh khải trực tiếp là tụ lên tối sầm vụ bàn tay này chưởng như cùng phòng nhà như vậy lớn mới vừa tụ tập hoàn thành liền vội vã hướng về đặng phúc vỗ tới người chung quanh nhìn phòng minh khải động thủ đều hướng về chung quanh tản đi để tránh khỏi đem chính mình cuốn vào trong đó coi như khói đen bàn tay cách đặng phúc chỉ có một mét xa Triệu Trần trực tiếp phát sinh một đạo ánh sáng màu trắng đâm thủng mà qua. Bị ánh sáng đâm đầu hát chưởng, trực tiếp biến mất rồi. "Vị lão sư này, ngươi làm thế nào, không hay lắm chứ?" Triệu Trần đứng đặng phúc phía trước, bình tĩnh nói. "Ngươi là đạo sư của hắn?" "Rất tốt, sơ cấp ban đạo sư rất ít người có thể đem ta một chưởng hóa đi." Phong Minh Khải hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó vẫn là tàn nhẫn nói. "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động." người này ta giết định. Ha ha, gặp không biết xấu hổ, chưa từng thấy ngươi không biết xấu hổ như vậy. Ta ngày hôm nay ngược lại muốn xem xem, ngươi như thế tới giết ta học sinh. Triệu Trần lớn tiếng cười nói. Hay, hay rất. Phòng Minh Khải nhìn Triệu Trần như thế cười đáp, trực tiếp đề chưởng, chuẩn bị đem Triệu Trần cũng đánh giết rồi. Nhìn Phòng Minh Khải hướng mình xông lại, Triệu Trần cười lạnh nói. Lão thất phu, chính mình muốn chết dừng tay. Một đạo âm thanh uy nghiêm truyền đến, một đạo ánh sáng màu xanh trực tiếp đem phòng Minh Khải văng ra. Một vị khuôn mặt uy thế ông lão từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi trên mặt đất. Chu vi bọn học sinh nhìn người lão giả này đều dồn dập cung kính nói: "Gặp hiệu trưởng." Ông lão vuốt ve chòm râu của mình, gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía phòng Minh Khải. Hiệu trưởng Phòng Minh Khải gương mặt không cam lòng, ông quyền hành lễ. Phòng đạo sư, ta biết phòng quyền ngã xuống đối với ngươi tới nói, rất là đau lòng, nhưng đây là phòng quyền sự lựa chọn của chính mình, dựa theo quy tắc đặng phúc đều không có bất kỳ sai lầm, bổn, vốn hiệu trưởng không hy vọng đang nhìn đến ngươi tái xuất không lý trí hành vi, ngươi có thể rõ ràng. Quay về phòng Minh Khải nói rằng, mặc dù nói rất bình thản, nhưng mang theo không thể nghi ngờ vẻ. Phòng Minh Khải nghe được hiệu trưởng, biến sắc, cuối cùng không cam lòng cúi đầu nói. Là, hiệu trưởng. Nói xong cửa phòng chạm đích, đem phòng quyền ông lấy, lúc đi nhìn đặng phúc một chút, này trong mắt quán độc là thế nào đều không thể tân trang. Lão thất phu, coi như ngươi số may, không phải vậy đưa ngươi đi cùng con trai của ngươi gặp mặt. Triệu Trần nhìn phòng minh khải rời đi phương hướng tự nhủ. Hiệu trưởng nhìn Chu Vi chậm rãi nói rằng. Được rồi, hiện tại mọi người nên làm gì làm gì nói xong liền trực tiếp bay ra ngoài triệu trần cũng đúng phía sau mọi người nói chúng ta đi thôi thấy đặng phúc đứng bất động triệu trần trực tiếp khi hắn trên đầu gõ một hồi trên đầu truyền tới đau đớn để đặng phúc lập tức trở về quá thần đến bạn tử làm gì chứ không muốn đi à long hồng dò hỏi đạo sư ta cuộc sống sau này nên làm sao mà qua nổi a à? đặng phúc cười khổ nói hắn hiện tại đắc tội rồi phòng Minh Khải, nghĩ đến sau đó ở thư viện ánh nắng, khẳng định không dễ chịu. Triệu Trần lần thứ hai ở đặng phúc đỉnh đầu gõ một cái, răng dậy nói. Nghĩ làm sao mà qua nổi, còn không bằng nghĩ làm sao đi trở nên mạnh mẽ, chờ mình tu vi vượt qua lão thất phu kia, coi như đến thời điểm muốn giết ngươi, ngươi cũng có thể đưa hắn giết ngược lại rồi. Đặng Phúc hai tay ôm đầu, khóc cười nói. Đạo sư, đạo lý ta đều hiểu, chỉ là tu luyện tới cái cảnh giới kia không biết muốn năm nào tháng nào còn ngươi nữa sau đó có thể hay không không muốn gõ ta đầu rất đau được rồi ngươi đừng xếp vào ta bảo đảm lão thất phu kia sẽ không làm thương tổn của có điều sau đó chính mình hảo hảo tu luyện không thể bảo vệ ngươi cả đời triệu trần bảo đảm nói cảm tạ đạo sư đặng phúc lập tức cười nói ban tử Long Hồng mấy người trực tiếp đem đặng phúc áp đảo trên mặt đất, chơi đùa lên. Đừng quấy, ngứa, ngứa thêm đi mạnh mẽ, cặp chân kia tâm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.